Nếu Đại Bồ Tát biết như vậy thì Đại Bồ Tát này nhập vào số Bồ Tát, tuy xả tất cả nhưng không xả gì cả, tuy đắc tất cả nhưng không có chứng đắc. Nếu các Bồ Tát không biết rõ điều đó như vậy thì chẳng thật Bồ Tát. Nếu không thể xả bỏ tài sản, bố thí giáo pháp thì không thể chứng đắc Đại Bồ Đề. Bây giờ xã lợi tử hỏi mãn tử tử, các Đại Bồ Tát nên dùng những tâm gì hành bố thí? Mãn tử tử đáp, Thưa Tôn giả sát lợi tử, Tôn giả hãy giải nghĩa cho chúng tôi nghe trước, sau đó với nghĩa này tôi cũng sẽ nói thêm giá lợi tử liền nói với cụ thọ mãn từ tử nếu đại bồ tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì đại bồ tát này trước hết phải suy nghĩ tánh tất cả pháp hoàn toàn không tịch tĩnh kế đến nền suy nghĩ trí nhất thiết chí đầy đủ công đức thủ thắng sau nữa nên thường xót tất cả hữu tình nghèo thiếu của cải chịu nhiều đau khổ nghĩ như vậy rồi liền xà tất cả hoặc có chấp thọ hoặc không chấp thọ tiền tài châu báu trong hay ngoài đều bố thí cho các hữu tình tâm không chấp trước cũng dùng chánh pháp bố thí cho các hữu tình cũng dùng vô biên phẩm và thượng diệu cung kính dâng lên phật bảo pháp bảo tăng bảo các đại bồ tát khi hành bố thí như vậy duyên trí nhất thiết tâm không chấp trước nên hành bố thí bố thí như vậy là tùy thuận bồ đề mau chứng đắc trí nhất thiết trí làm lợi ích lớn cho các hữu tình Bấy giờ thế tôn bào xá lợi tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời thầy nói. Các đại Bồ Tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề nên quán pháp không, duyên trí nhất thiết, đầy đủ công đức thủ thắng, thường do thiếu tình mà hành bố thí, tầm không chấp trước. Nếu tu hành bố thí như vậy thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề làm lợi ích lớn cho các hữu tình. Lại nữa, xá lợi tử, bây giờ thầy muốn thấy Bồ Tát ở mười phương thế giới hành bố thí không? Xá lợi tử thưa, cú xin thế tôn con muốn thấy. Khi ấy xá lợi tử và đại chúng nâng thần lực của Phật đến thấy ở phương Đông, qua trăm thế giới có đông đảo đại chúng thanh văn Bồ Tát vây quanh như lai ứng cúng tránh đẳng giác để nghe Ngài tuyên thuyết bố thí Ba La Mật Đa đầy đủ công đức thủ thắng đạt được quả báo lớn. Cõi kia có Bồ Tát tên là Vô Ngại, tuy ở cư gia nhưng không chấp trước điều gì, xả bỏ các vật sở hữu bố thí tất cả của cải châu báu chất đầy như núi tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí, quyền dạy hữu tình tự thọ dụng rồi lại đem cho người khác tâm không chướng ngại. Hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước, ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán. Như vậy tập trung các vật như y phục, ngọa cụ, ẩm thực vân vân nhiều như núi tùy theo các hữu tình cần dùng vật gì đều đem cho quyền dạy hữu tình tự thọ dụng rồi lại đem cho người khác tâm không chướng ngại hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán xá lợi tử và đại chúng tất cả lại thấy bồ tát vô ngại có trăm ngàn xe vàng làm bằng bảy báu mỗi một xe chở một bảo nữ hình mạo đoan trang đầy đủ vẻ đẹp mỗi một bảo nữ có một trăm thị nữ theo hầu đều cưỡi một xe trang hoàng các vật báu trên mỗi xe để trăm ngàn vàng và đầy đủ các vật dụng cá nhân không thiếu thứ gì đến để ở chợ cứ tiếng ai cần vật gì cứ tùy ý lấy, hành bố thí như vậy nhưng không nhiễm trước điều gì, ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán. Bây giờ Phật hỏi Xá Lợi Tử, "Thầy có thấy Bồ Tát vô ngại ở phương đông tâm không nhiễm trước mà hành bố thí không?" Xá Lợi Tử liền bạch Phật, bạch Thế Tôn con đã thấy, bạch thiện thệ con đã thấy. Phật dạy, Bồ Tát cầu Đại Bồ Đề đều nên tu hành bố thí như vậy. Lại nữa, xá lợi tử, ý thầy thế nào? Bồ Tát vô ngại bố thí có rộng lớn không? Xá lợi tử, Bạch Phật. Bạch Thế Tôn rộng lớn, Bạch Thiện Thệ rộng lớn, Bồ Tát vô ngại bố thí vô lượng vô biên thiện căn, Phật dạy đúng vậy đúng như lời thầy nói nhưng nếu có bồ tát nào quán pháp không duyên nơi trí nhất thiết đầy đủ công đức thù thắng thương xót hữu tình tùy theo sở thích mà bố thí thì phước bố thí này hơn gấp trăm lần hơn gấp ngàn lần cho đến gấp muôn ước lần so với phước bố thí của bồ tát vô ngại đạt được ở phương đông kia Xá lợi tử và đại chúng nương thần lực của Phật lại thấy trong ngàn thế giới ở phương Đông, mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát đều xào bỏ vật sở hữu bố thí tất cả của cải châu báu chất đầy như núi, tùy theo sự cần dùng của hữu tình đều đem bố thí, khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng rồi lại đem cho người khác tâm không chướng ngại, hành bố thí như vậy không nhiễm trước điều gì, ngày đem tin cần thường không nhàm chán, như vậy tập trung các vật như y phục, ngoại cụ, ẩm thực vân vân đầy như núi, tùy theo các hữu tình cần dùng vật gì đều đem bố thí, quyền dạy hữu tình tự thọ dụng rồi lại đem cho người khác tầm không có sự chứng ngại. Hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước, ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán. Phật hỏi xá lợi tử. Thầy có thấy trong ngàn thế giới ở phương Đông, mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát tâm không nhiễm trước mà hành bố thí không? Xá lợi tử liền bạch Phật, bạch Thế Tôn con đã thấy, bạch Thiện Thệ con đã thấy. Phật dạy, Bồ Tát cầu đại Bồ Đề đều nên tu hành bố thí như vậy. Xá lợi tử ý thầy thế nào các Bồ Tát kia bố thí có rộng lớn không? Xá lợi tử bạch Phật, bạch Thế Tôn rộng lớn, bạch Thiện Thệ rộng lớn, các Bồ Tát kia bố thí vô lượng vô biên thiện căn. Phật dạy, đúng vậy đúng như lời thầy nói nhưng nếu có bồ tát nào quán pháp không duyên trí nhất thiết đầy đủ công đức thủ thắng thương xót hữu tình tùy theo sở thích mà bố thí thì phước bố thí này hơn gấp trăm lần gấp ngàn lần cho đến gấp muôn ước lần so với phước bố thí của vô lượng bồ tát đạt được ở mỗi một thế giới nơi trăm ngàn thế giới ở phương đông kia xá lợi tử và đại chúng đương thần lực của Phật lại thấy hàng hà ra số thế giới chư Phật ở phương Đông. Mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát đều xả bỏ vật sở hữu đem bố thí tất cả của cải châu báu chất đầy như núi. Tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí, Quyền dạy hữu tình tự thọ dụng rồi đem bố thí cho người khác tâm không chướng ngại. Hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước, ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán. Như vậy tập trung các vật như y phục, ngoạ cụ ẩm thực vân vân đầy như núi tùy theo sự cần dùng các hữu tình đều đem bố thí khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng rồi đem bố thí cho người khác tâm không có sự chướng ngại hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán phật lại hỏi xá lợi tử thầy có thấy hàng hà sao số thế giới chư phật ở phương đông mỗi một thế giới có vô lượng bồ tát tâm không nhiễm trước mà hành bố thí không xá lợi tử liền bạch phật Bạch Thế Tôn con đã thấy, Bạch Thiện Thệ con đã thấy. Phật dạy, Bồ Tát cầu Đại Bồ Đề đều nên tu hành bố thí như vậy. Lại nữa, xá lợi tử, ý thầy thế nào? Các Bồ Tát kia bố thí có rộng lớn không? Xá lợi tử bạch, bạch thế tôn rộng lớn, bạch thiện thệ rộng lớn. Các Bồ Tát kia bố thí vô lượng vô biên thiện căn. Phật dạy, đúng vậy, đúng như lời Thầy nói. Nhưng nếu có Bồ Tát nào quán pháp không, duyên nơi trí nhất thiết, đầy đủ công đức thù thắng, thương xót hữu tình, tùy theo sở thích mà bố thí, thì phước bố thí này hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần, cho đến gấp muôn ước lần so với phước bố thí của vô lượng Bồ Tát đạt được ở mỗi một thế giới, nơi hàng hà sau số thế giới chư Phật ở phương Đông xá lợi từ và đại chúng nương thần lực của Phật lại thấy như mười hàng hà xa số thế giới ở phương Đông, mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát đều xả bỏ vật sở hữu đem bố thí tất cả của cải châu báu chất đầy như núi. Tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí, quyền dạy hữu tình tự thọ dụng rồi đem bố thí cho người khác tâm không chướng ngại. Hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước, ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán. Như vậy tập trung các vật như y phục ngoại cụ ẩm thực vân vân nhiều như núi tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng rồi đem bố thí cho người khác tâm không có sự chướng ngại Hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán khi ấy phật hỏi giá lợi tử Thầy có thấy như 10 hàng hà ra số thế giới ở phương Đông, mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát tâm không nhiễm trước mà hành bố thí không? Xá lợi từ liền bạch Phật, bạch Thế Tôn con đã thấy, bạch Thiện Thể con đã thấy. Phật dạy, Bồ Tát cầu đại Bồ Đề đều nên tu hành bố thí như vậy. Lại nữa xá lợi tử, ý thầy thế nào, các Bồ Tát kia bố thí có rộng lớn không? Xá lợi tử bạch, bạch Thế Tôn rộng lớn, bạch Thiện Thể rộng lớn, các Bồ Tát kia bố thí vô lượng vô biên thiện căn. Phật dạy, đúng vậy như lời thầy nói. Nhưng nếu có Bồ Tát nào quán Pháp không, duyên nơi trí nhất thiết đầy đủ công đức thủ thắng, thương xót hữu tình, tùy theo sở thích mà bố thí, thì phước bố thí này hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần cho đến gấp muôn ước lần so với phước bố thí của vô lượng Bồ Tát đạt được ở mỗi một thế giới, như mười hàng hà sao số thế giới ở phương Đông. Giá lợi từ và đại chúng nâng thần lực của Phật Đại thấy như trăm hàng hà sao số thế giới ở phương Đông. Mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát đều xả bỏ vật sở hữu đem bố thí tất cả của cải châu báu chất đầy như núi tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng rồi đem bố thí cho người khác tâm không chướng ngại hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán như vậy tập trung các vật như y phục ngoạ cụ ẩm thực vân vân nhiều như núi tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng rồi đem bố thí cho người khác tâm không có sự chướng ngại hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán khi ấy phật hỏi xá lợi tử Thầy có thấy như trăm hoàng hà xa số thế giới ở phương Đông, mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát tâm không nhiễm trước mà hành bố thí không? Xá lợi tử liền bạch Phật. Bạch Thế Tôn con đã thấy, bạch thiện thệ con đã thấy. Phật dạy, Bồ Tát cầu đại bồ đề đều nên tu hành bố thí như vậy. Lại nữa xá lợi tử, ý thầy thế nào? Các Bồ Tát kia bố thí có rộng lớn không? Xá lợi tử bạch. Bạch Thế Tôn rộng lớn, Bạch Thiện Thệ rộng lớn, các Bồ Tát kia bố thí vô lượng vô biên thiện căn, Phật dạy Đúng vậy, đúng như lời Thầy nói. Nhưng nếu có Bồ Tát nào quán Pháp không, duyên nơi trí nhất thiết, đầy đủ công đức thù thắng, thương xót hữu tình, tùy theo sở thích mà bố thí, thì phước bố thí này hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần, cho đến gấp muôn ước lần so với phước bố thí của vô lượng Bồ Tát đạt được ở mỗi một thế giới, như trăm hoàng hà sao số thế giới ở phương Đông. Xá lợi tử và đại chúng nương thần lực của Phật lại thấy như ngàn hàng hà xa số thế giới ở phương Đông. Mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát đều xả bỏ vật sở hữu đem bố thí tất cả. Của cải châu báu chất đầy như núi, tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí. Quyền dạy hữu tình tự thọ dụng, rồi đem bố thí cho người khác tâm không chướng ngại. Hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước, ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán như vậy tập trung các vật như y phục ngoạ cụ ẩm thực vân vân nhiều như núi tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí Quyền giải hữu tình tự thọ dụng rồi đem bố thí cho người khác tâm không có sự chướng ngại hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán khi ấy phật hỏi xá lợi từ Thầy có thấy như ngàn hàng hà sao số thế giới ở phương Đông, mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát tâm không nhiễm trước mà hành bố thí không? Giá lợi tử liền bạch Phật, bạch Thế Tôn con đã thấy, bạch Thiện Thệ con đã thấy. Phật dạy, Bồ Tát cầu đại Bồ Đề đều nên tu hành bố thí như vậy. Lại nữa, giá lợi tử, ý thầy thế nào, các Bồ Tát kia bố thí có rộng lớn không? Giá lợi tử bạch, bạch Thế Tôn rộng lớn, bạch Thiện Thệ rộng lớn, các Bồ Tát kia bố thí vô lượng vô biên thiện căn. Phật dạy, Đúng vậy, đúng như lời thầy nói, nhưng nếu Bồ Tát nào quán pháp không, duyên nơi trí nhất thiết, đầy đủ công đức thủ thắng, thương xót hữu tình, tùy theo sở thích mà bố thí, thì phước bố thí này hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần, cho đến gấp muôn ước lần so với phước bố thí của vô lượng Bồ Tát đạt được ở mỗi một thế giới, như ngàn hàng hà sa số thế giới ở phương Đông xả lợi từ và đại chúng nương thần lực của Phật lại thấy trăm ngàn hàng hà gia số thế giới ở phương đông mỗi một thế giới có vô lượng bồ tát đều xả bỏ vật sở hữu đem bố thí tất cả của cải châu báu chất đầy như núi tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí quyền dạy hữu tình tự thọ dụng rồi đem bố thí cho người khác tâm không chướng ngại hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán như vậy tập trung các vật như y phục ngoạ cụ ẩm thực vân vân nhiều như núi tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí Quyền dạy hữu tình tự thọ dụng rồi đem bố thí cho người khác tâm không có sự chướng ngại hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán khi ấy Phật hỏi xá lợi tử, Thầy có thấy trong ngàn hàng hà sao số thế giới ở phương Đông, mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát tâm không nhiễm trước mà hành bố thí không? Xá lợi tử liền bạch Phật, bạch Thế Tôn con đã thấy, bạch Thiện Thệ con đã thấy. Phật dạy, Bồ Tát cầu Đại Bồ Đề đều nên tu hành bố thí như vậy. Lại nữa xá lợi tử ý Thầy thế nào? Các Bồ Tát kia bố thí có rộng lớn không? Xá lợi tử bạch, Bạch Thế Tôn rộng lớn, Bạch Thiện Thệ rộng lớn, các Bồ Tát kia bố thí vô lượng vô biên thiện căn. Phật dạy, Đúng vậy, đúng như lời Thầy nói, nhưng nếu có Bồ Tát nào quán Pháp không, duyên nơi trí nhất thiết, đầy đủ công đức thủ thắng, thường xót hiếu tình, tùy theo sở thích mà bố thí, thì phước bố thí này hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần cho đến gấp muôn gấp lần so với phước bố thí của vô lượng Bồ Tát đạt được ở mỗi một thế giới nơi trăm ngàn hàng hà ra số thế giới ở phương Đông giá lợi từ và đại chúng nương thần lực của phật lại thấy vô số hàng hà sau số thế giới ở phương đông mỗi một thế giới có vô lượng bồ tát đều xả bỏ Phật sở hữu đem bố thí tất cả của cải châu báu chất đầy như núi tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí quyền dạy hữu tình tự thọ dụng rồi đem bố thí cho người khác tâm không chướng ngại hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán như vậy tập trung các vật như y phục ngoại cụ ẩm thực vân vân nhiều như núi tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí quyền dạy hữu tình tự thọ dụng rồi đem bố thí cho người khác tâm không có sự chướng ngại hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán khi ấy phật hỏi xá lợi tử thầy có thấy vô số hàng hà ra số thế giới ở phương đông mỗi một thế giới có vô lượng bồ tát tâm không nhiễm trước mà hành bố thí không xá lợi tử liền bạch phật bạch thế tôn còn đã thấy bạch thiện thệ còn đã thấy phật dạy bồ tát cậu đại bồ đề đều nên tu hành bố thí như vậy lại nữa xá lợi tử ý thầy thế nào các bồ tát kia bố thí có rộng lớn không xá lợi tử bạch bạch thấy tôn rộng lớn bạch thiện thệ rộng lớn các bồ tát kia bố thí vô lượng vô biên thiện căn Phật dạy, đúng vậy, đúng như lời Thầy nói. Nhưng nếu có Bồ Tát nào quán pháp không trên nơi trí nhất thiết, đầy đủ công đức thù thắng, thương xót hữu tình, tùy theo sở thích mà bố thí, thì phước bố thí này hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần, cho đến gấp muôn ước lần so với phước bố thí của vô lượng Bồ Tát đạt được ở mỗi một thế giới, nơi vô số hàng hà, sa số thế giới ở phương Đông xá lợi từ và đại chúng nương thần lực của Phật lại thấy trăm ngàn thế giới ở phương Nam, như vậy cho đến lại thấy vô số hàng hà sa số thế giới ở phương Nam, mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát đều xả bỏ vật sở hữu đem bố thí tất cả của cải châu báu chất đầy như núi, tùy theo sự cần dùng của các hữu tình, đều đem bố thí, quyền dạy hữu tình tự thọ dụng rồi đem bố thí cho người khác, tâm không chướng ngại hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán như vậy tập trung các vật như y phục ngoại cụ ẩm thực vân vân nhiều như núi tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí quyền dạy hữu tình tự thọ dụng rồi đem bố thí cho người khác tâm không có sự chướng ngại hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán khi ấy phật hỏi xá lợi tử thầy có thấy trong ngàn thế giới ở phương nam như vậy cho đến vô số hàng hà sao số thế giới ở phương nam mỗi một thế giới có vô lượng bồ tát tâm không nhiễm trước mà hành bố thí không xá lợi tử liền bạch phật bạch thế tôn con đã thấy bạch thiện thệ con đã thấy phật dạy bồ tát cầu đại bồ đề đều nên tu hành bố thí như vậy lại nữa xá lợi tử ý thầy thế nào các bồ tát kia bố thí có rộng lớn không xá lợi tử bạch bạch thế tôn rộng lớn bạch thiện thả rộng lớn các bồ tát kia bố thí vô lượng vô biên thiện căn phật dạy đúng vậy đúng như lời thầy nói nhưng nếu có bồ tát nào quán pháp không trên nơi trí nhất thiết đầy đủ công đức thủ thắng thương xót hữu tình tùy theo sở thích mà bố thí thì phước bố thí này hơn gấp trăm lần gấp ngàn lần cho đến gấp muôn ước lần so với phước bố thí của vô lượng bồ tát đạt được ở mỗi một thế giới nơi trăm ngàn thế giới cho đến vô số hàng hà sau số thế giới ở phương nam Giá lợi từ và đại chúng nương thần lực của Phật lại thấy trong ngàn thế giới ở phương Tây, như vậy cho đến lại thấy vô số hàng hà sa số thế giới ở phương Tây, mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát đều xả bỏ vật sở hữu đem bố thí tất cả của cải châu báu chất đẻ như núi tùy theo sự cần dùng của các hữu tình, đều đem bố thí, Quyền dạy hữu tình tự thọ dụng rồi đem bố thí cho người khác tâm không chướng ngại, hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước, ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán như vậy tập trung các vật như y phục ngoạ cụ ẩm thực vân vân nhiều như núi tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí quyền dạy hữu tình tự thọ dụng rồi đem bố thí cho người khác tâm không có sự chướng ngại hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán khi ấy Phật hỏi xá lợi tử, Thầy có thấy trong ngàn thế giới ở phương Tây như vậy? Cho đến vô số hàng hà xa số thế giới phương Tây, mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát tâm không nhiễm trước mà hành bố thí không? Xá lợi tử liền bạch Phật, bạch Thế Tôn con đã thấy, bạch Thiện Thệ con đã thấy. Phật dạy, Bồ Tát cầu Đại Bồ Đề đều nên tu hành bố thí như vậy. Lại nữa, xá lợi tử, ý thầy thế nào? Các Bồ Tát kia bố thí có rộng lớn không? Xá lợi tử bạch, bạch thế tôn rộng lớn bạch thiện thệ rộng lớn các bồ tát kia bố thí vô lượng vô biên thiện căn Phật dạy, đúng vậy, đúng như lời Thầy nói. Nhưng nếu có Bồ Tát nào quán pháp không trên nơi trí nhất thiết, đầy đủ công đức thù thắng, thương xót hữu tình, tùy theo sở thích mà bố thí, thì phước bố thí này hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần cho đến gấp muôn ước lần so với phước bố thí của vô lượng Bồ Tát đạt được ở mỗi một thế giới, nơi trong ngàn thế giới cho đến vô số hàng hà xa số thế giới ở phương Tây. Giá lợi tử và đại chúng nương thần lực của Phật lại thấy trong ngàn thế giới ở phương Bắc. Như vậy cho đến lại thấy vô số hàng hà sao số thế giới ở phương Bắc. Mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát đều xả bỏ Phật sở hữu đem bố thí tất cả của cải châu báu chất đầy như núi. Tùy theo sự cần dùng của các hiếu tình đều đem bố thí, khuyên dạy hiếu tình tự thọ dụng, rồi đem bố thí cho người khác tâm không chướng ngại. Hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước, ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán. Như vậy tập trung các vật như y phục, ngoạ cụ, ẩm thực, vân vân nhiều như núi. Tùy theo sự cần dùng của các hiếu tình đều đem bố thí. Huyền dạy hiếu tình tự thọ dụng, rồi đem bố thí cho người khác, tâm không có sự chướng ngại. Hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước, ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán. Khi ấy Phật hỏi xá lợi từ thầy có thấy trăm ngàn thế giới ở phương bắc như vậy cho đến vô số hàng hà sao số thế giới ở phương bắc mỗi một thế giới có vô lượng bồ tát tâm không nhiễm trước mà hành bố thí không xá lợi tử liền bạch phật bạch thế tôn con đã thấy bạch thiện thệ con đã thấy phật dạy bồ tát cầu đại bồ đề đều nên tu hành bố thí như vậy lại nữa xá lợi tử ý thầy thế nào các bồ tát kia bố thí có rộng lớn không Giá lợi tử bạch, bạch thế tôn rộng lớn, bạch thiện thệ rộng lớn, các bổ tát kia bố thí vô lượng vô biên thiện căn. Phật dạy, Đúng vậy, đúng như lời Thầy nói, nếu các Bồ Tát nào quán pháp không trên nơi chính nhất thiết, đầy đủ công đức, thù thắng, thường xót hữu tình, tùy theo sở thích mà bố thí, thì phước bố thí này hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần, cho đến gấp muôn ước lần so với phước bố thí của vô lượng Bồ Tát đạt được ở mỗi một thế giới, nơi trong ngàn thế giới, cho đến vô số hàng hà sau số thế giới ở phương Bắc, giá lợi tử và đại chúng. Nương thần lực của Phật lại thấy trong ngàn thế giới ở phương Đông Nam, như vậy cho đến lại thấy vô số hàng hà sao số thế giới ở phương Đông Nam. Mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát đều xả bỏ và sở hữu đem bố thí tất cả. Của cải châu báu chất đẻ như núi, tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí. Quyền dạy hữu tình tự thọ dụng, rồi đem bố thí cho người khác tâm không chướng ngại. Hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước, ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán như vậy tập trung các vật như y phục họa cụ ẩm thực vân vân nhiều như núi tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng rồi đem bố thí cho người khác tâm không có sự trước ngại hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán khi ấy phật hỏi sát lợi tử thầy có thấy trong ngàn thế giới ở phương đông nam như vậy cho đến vô số hàng hà sao số thế giới ở phương đông nam mỗi một thế giới có vô lượng bồ tát tâm không nhiễm trước mà hành bố thí không xá lợi tử liền bạch phật bạch thế tôn con đã thấy bạch thiện thệ con đã thấy phật dạy bồ tát cầu đại bồ đề đều nên tu hành bố thí như vậy lại nữa xá lợi tử ý thầy thế nào các bồ tát kia bố thí có rộng lớn không xá lợi tử bạch bạch thế tôn rộng lớn bạch thiện thệ rộng lớn các bồ tát kia bố thí vô lượng vô biên thiện căn phật dạy Đúng vậy, đúng như lời thầy nói, nhưng nếu có Bồ Tát nào quán pháp không trên nơi trí nhất thiết, đầy đủ công đức thù thắng, thương xót hiếu tình, tùy theo sở thích mà bố thí, thì phước bố thí này hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần, cho đến gấp muôn ước lần so với phước bố thí của vô lượng Bồ Tát đạt được ở mỗi một thế giới, nơi trăm ngàn thế giới, cho đến vô số hằng hà, xa số thế giới ở phương Đông Nam. Giả lợi tử và đại chúng nương thần lực của Phật lại thấy trong ngàn thế giới ở phương Tây Nam. Như vậy cho đến lại thấy vô số hàng hà ra số thế giới ở phương Tây Nam. Mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát đều xả bỏ vật sở hữu, đem bố thí tất cả của cải châu báu chấp đẩy như núi. Tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí. Huyền dạy hữu tình tự thọ dụng rồi đem bố thí cho người khác tâm không chướng ngại hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán như vậy tập trung các vật như y phục ngoạ cụ ẩm thực vân vân nhiều như núi tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí quyền dạy hữu tình tự thọ dụng rồi đem bố thí cho người khác tầm không có sự chướng ngại hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán khi ấy phật hỏi xá lợi từ thầy có thấy trăm ngàn thế giới ở phương Tây Nam như vậy, cho đến vô số hàng hà sao số thế giới ở phương Tây Nam, mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát tâm không nhiễm trước mà hành bố thí không? Xá lợi tử liền bạch Phật, bạch Thế Tôn con đã thấy, bạch Thiện Thệ con đã thấy. Phật dạy, Bồ Tát cầu Đại Bồ Đề đều nên tu hành bố thí như vậy. Lại nữa, xá lợi tử, ý thầy thế nào, các Bồ Tát kia bố thí có rộng lớn không? Xá lợi tử bạch, bạch thế tôn rộng lớn bạch thiện thệ rộng lớn các bồ tát kia bố thí vô lượng vô biên thiện căn phật dạy đúng vậy, đúng như lời thầy nói. Nhưng nếu có Bồ Tát nào quán pháp không trên nơi trí nhất thiết đầy đủ công đức thủ thắng, thường thoát hiểu tình, tùy theo sở thích mà bố thí, thì phước bố thí này hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần, cho đến gấp muôn ước lần so với phước bố thí của vô lượng Bồ Tát đạt được ở mỗi một thế giới, nơi trăm ngàn thế giới, cho đến vô số hàng hà sao số thế giới ở phương Tây Nam giá lợi tử và đại chúng nương thần lực của phật lại thấy trăm ngàn thế giới ở phương tây bắc như vậy cho đến lại thấy vô số hàng hà xa số thế giới ở phương tây bắc mỗi một thế giới có vô lượng bồ tát đều xả bỏ vật sở hữu đem bố thí tất cả của cải châu báu chất đẻ như núi Tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng rồi đem bố thí cho người khác tâm không chướng ngại hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước ngày đêm tinh cẩn thường không nhàm chán như vậy tập trung các vật như y phục ngoạ cụ ẩm thực vân vân nhiều như núi tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng rồi đem bố thí cho người khác tâm không có sự chướng ngại Hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước, ngày đêm tinh cẩn thường không nhàm chán. Khi ấy Phật hỏi xá lợi tử, Thầy có thấy trong ngàn thế giới ở phương Tây Bắc như vậy, cho đến vô số hàng hà sát số thế giới ở phương Tây Bắc, mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát tầm không nhiễm trước mà hành bố thí không? Xá lợi tử liền Bạch Phật, Bạch Thế Tôn con đã thấy, Bạch Thiện Thệ con đã thấy, Phật dạy, Bồ Tát Cầu Đại Bồ đề đều nên tu hành bố thí như vậy. Lại nữa, xá lợi tử ý thầy thế nào? Các Bồ Tát kia bố thí có rộng lớn không? Xá lợi tử Bạch Bạch Thế Tôn rộng lớn, Bạch Thiện Thệ rộng lớn, các Bồ Tát kia bố thí vô lượng vô biên thiện căn. Phật dạy, đúng vậy, đúng như lời Thầy nói, nhưng nếu có Bồ Tát nào quán pháp không, duyên nơi trí nhất thiết, đầy đủ công đức thù thắng, thương xót hữu tình, Tùy theo sở thích mà bố thí thì phước bố thí này hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần cho đến gấp muôn ước lần so với phước bố thí của vô lượng Bồ Tát đạt được ở mỗi một thế giới, nơi trăm ngàn thế giới cho đến vô số hàng hà do số thế giới ở phương Tây Bắc. Giá lợi tử và đại chúng nâng thần lực của Phật lại thấy trăm ngàn thế giới ở phương Đông Bắc, như vậy cho đến lại thấy vô số hàng hà sao số thế giới ở phương Đông Bắc mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát đều xả bỏ và sở hữu, đem bố thí tất cả của cải châu báu chất đầy như núi. tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí. quyền dạy hữu tình tự thọ dụng rồi đem bố thí cho người khác tâm không chướng ngại. hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước, ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán như vậy tập trung các vật như y phục ngoại cụ ẩm thực vân vân nhiều như núi tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng rồi đem bố thí cho người khác tâm không có sự chướng ngại hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước ngày đêm tinh cần thường gốc nhàm chán khi ấy phật hỏi xá lợi tử Thầy có thấy trăm ngàn thế giới ở phương Đông Bắc như vậy cho đến vô số hàng hà do số thế giới ở phương Đông Bắc, mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát tâm không nhiễm trước mà hành bố thí không? xá lợi từ liền bạch Phật, bạch Thế Tôn con đã thấy, bạch Thiện Thệ con đã thấy. Phật dạy Bồ Tát cầu Đại Bồ Đề đều nên tu hành bố thí như vậy. Lại nữa, xá lợi tử, ý thầy thế nào? Các Bồ Tát kia bố thí có rộng lớn không? Xá lợi tử, bạch, Bạch Thế Tôn rộng lớn, Bạch Thiện Thệ rộng lớn, các Bồ Tát kia bố thí vô lượng vô biên thiện căn. Phật dạy, Đúng vậy, đúng như lời Thầy nói. Nhưng nếu có Bồ Tát nào quán Pháp không, duyên nơi chỉ nhất thiết, đầy đủ công đức thủ thắng, thương xót hữu tình, tùy theo sở thích mà bố thí, thì phước bố thí này hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần, cho đến gấp muôn ước lần so với phước bố thí của vô lượng Bồ Tát đạt được ở mỗi một thế giới, nơi trăm ngàn thế giới, cho đến vô số hàng hà, sát số thế giới ở phương Đông Bắc. Xá lợi tử và đại chúng nương thần lực của Phật lại thấy trong ngàn thế giới ở phương dưới, như vậy cho đến lại thấy vô số hàng hà ra số thế giới ở phương dưới. Mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát đều xả bỏ vật sở hữu đem bố thí tất cả, của cải châu báu chất đẩy như núi, tùy theo sự cần dùng của các hữu tình, đều đem bố thí, khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng, rồi đem bố thí cho người khác tâm không chướng ngại. Hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước, ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán như vậy tập trung các vật như y phục ngoạ cụ ẩm thực vân vân nhiều như núi tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng rồi đem bố thí cho người khác tâm không có sự chướng ngại hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán khi ấy phật hỏi xá lợi tử thầy có thấy trong ngàn thế giới ở phương dưới như vậy cho đến vô số hàng hà xa số thế giới ở phương dưới. Mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát tâm không nhiễm trước mà hành bố thí không? Xá lợi tử liền bạch Phật, bạch Thế Tôn con đã thấy, bạch Thiện Thệ con đã thấy. Phật dạy, Bồ Tát cầu Đại Bồ Đề đều nên tu hành bố thí như vậy, lại nữa, xá lợi tử, ý thầy thế nào? Các Bồ Tát kia bố thí có rộng lớn không? Xá lợi tử, bạch, bạch thế tôn rộng lớn, bạch thiện thệ rộng lớn. Các Bồ Tát kia bố thí vô lượng vô biên thiện căn. Phật dạy, Đúng vậy, đúng như lời thầy nói, nhưng nếu có Bồ Tát nào quán pháp không trên nơi trí nhất thiết, đầy đủ công đức thù thắng, thương xót hiếu tình, tùy theo sở thích mà bố thí, thì phước bố thí này hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần, cho đến gấp muôn ước lần so với phước bố thí của vô lượng Bồ Tát đạt được ở mỗi một thế giới, nơi trăm ngàn thế giới, cho đến vô số hàng hà do số thế giới ở phương dưới. Xá lợi tử và đại chúng, nâng thần được của Phật lại thấy trăm ngàn thế giới ở phương trên, như vậy cho đến lại thấy vô số hàng hà do số thế giới ở phương trên mỗi một thế giới có vô lượng bồ tát đều xả bỏ vật sở hữu đem bố thí tất cả của cải châu báu chất đầy như núi tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng rồi đem bố thí cho người khác tâm không chướng ngại hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán như vậy tập trung các vật như y phục ngoại cụ ẩm thực vân vân nhiều như núi tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng rồi đem bố thí cho người khác tâm không có sự chướng ngại hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán khi ấy phật hỏi xã lợi tử thầy có thấy trăm ngàn thế giới ở phương trên như vậy cho đến vô số hàng hà sao số thế giới ở phương trên. Mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát tâm không nhiễm trước mà hành bố thí không? Xá lợi tử liền bạch Phật. Bạch Thế Tôn con đã thấy, bạch thiện thệ con đã thấy. Phật dạy Bồ Tát cầu Đại Bồ Đề đều nên tu hành bố thí như vậy. Lại nữa xá lợi tử, ý thầy thế nào? Các bồ tát kia bố thí có rộng lớn không? Giá lợi tử bạch, bạch thế tôn rộng lớn, bạch thiện thệ rộng lớn. Các bồ tát kia bố thí vô lượng vô biên thiện căn. Phật dạy. Đúng vậy, đúng như lời Thầy nói, nhưng nếu có Bồ Tát nào quán pháp không, duyên nơi trí nhất thiết, đầy đủ công đức thù thắng, thương xót hữu tình, tùy theo sở thích mà bố thí, thì phước bố thí này hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần, cho đến gấp muôn ước lần, so với phước bố thí của vô lượng Bồ Tát đạt được ở mỗi một thế giới, nơi trăm ngàn thế giới, cho đến vô số hàng hà, ra số thế giới ở phương trên. Lại nữa, xá lợi từ, nếu Đại Bồ Tát nào muốn mau chứng đắc trí nhất thiết trí, làm lợi lạc hữu tình đến tận đời vị lai thì phải nên quán pháp không, duyên nơi trí nhất thiết, đầy đủ công đức thù thắng, thường xót hữu tình, chịu nhiều đau khổ, thiếu thốn, nên hành bố thí ba la mật đa, đem thiện căn này bố thí khắp tất cả, giúp họ thoát khỏi đường ác và các nỗi khổ sanh tử. Lập nguyện rằng, các hữu tình ở mười phương thế giới do nhờ ai được công đức thiện căn của ta, ai chưa phát tâm vô thượng bồ đề thì mau chóng phát tâm ai đã phát tâm vô thượng bồ đề thì khiến vĩnh viễn không thối chuyển nếu đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không thối chuyển thì mau viên mãn trí nhất thiết trí hết quyển thứ 581